Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thì em lên một cái clip giới thiệu đến cả nhà cái lô bông trang vàng nghệ. Bông trang vàng nghệ một cốt rất là đẹp luôn cả nhà. Đây. Cả nhà cùng em khám phá cái lô bông trang vàng nghệ này nhé. Xin mời. Đây. Cái anh bông trang vàng nghệ này nè cả nhà, có một điểm đặc biệt là anh hay đột biến lút lút gì lắm đấy, cái đó là điểm đặc sắc đấy, nhà xem kỹ nha. Đây nè, như cái cánh hoa này nè cả nhà xem nè, anh lút lút gì nè. Che lại mới thấy màu vàng nghệ nha cả nhà. Che lại đó. Màu ảnh mới tươi. Rất chiều bầu trời đẹp quá cả nhà. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục. Quậy mấy cái bông. Đó, màu vàng nghệ. Một cốt. Hôm nay em quay mặt vô để nhiều khách hỏi là sao quay mà không thấy mặt cô chủ. Thực ra là em bán bông là vì đam mê YouTube, đam mê bông. Trước khi mà em bán bông á, là em làm YouTube rất là nhiều nha cả nhà. Em quay về vlog về bông hoa. Rồi khi mà đam mê ảnh lớn mà rồi á, thì bắt đầu em bán những cây bông trang sưu tầm. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu nhiều loại. Mấy cái dạng nghệ này ảnh hay đột biến lắm đó cả nhà. Dạng như ảnh sọc, ảnh sọc đỏ đỏ á, giống như nãy em chỉ cả nhà nè, ảnh sọc nè cả nhà xem nha. Đây ảnh sọc vậy đó. Cái thằng cái cốt của ảnh, cốt là cỡ ngón tay út em luôn. Còn cái cốt này, cái cốt ảnh này là ảnh cỡ ngón tay cái. Wow, con tay cái luôn. Rồi bây giờ em ở đây ảnh nhiều bông nè cả nhà ơi. Chụp một tấm hình làm thumbnail. Rồi tiếp theo, anh này cũng một cốt. Rồi. Wow. Anh này một cốt này. Cái cốt ảnh với cái bông rất là tương xứng luôn. Cả nhà xem nè, thân một cốt, tất cả đều là vàng nghệ nha cả nhà. Ở đây có một cam, ở đây có một cam. Rồi thì bây giờ đó là video của em cũng khá là dài rồi. Em chúc cả nhà là buổi chiều vui vẻ nhé. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video em trong thời gian qua. Bye bye cả nhà.